Xin chào những người anh em TK Shop chúng mình vừa ra mắt hai sản phẩm mới. Những mẫu thời trang cực chất dành cho anh em thích mặt đẹp lại còn đam mê Kamen Rider. Và đây là thứ dành cho bạn. Hai quả áo thun về Kamen Rider Geese đến từ nhà TK. Có chất liệu poly cực mát mẻ, thích hợp mặc vào mùa hè. Chất vải bên chặt không xù lông ra màu. Mặc defense hay chơi thể thao thì khỏi phải nói luôn. Giá của mỗi sản phẩm này sẽ là 219.000 cho một quả áo thun. Tuy nhiên, nhân dịp khai trương thì chúng mình sẽ dành cho anh em những ưu đãi siêu cấp. Đối với 20 đơn hàng đầu tiên thì mỗi chiếc áo thun cực chất như thế này chỉ còn 179.000 một áo mà thôi. Chơi gì nữa hãy truy cập vào fanpage của TK Shop dưới phần mô tả của video này, nhanh chóng đặt hàng để trải nghiệm những sản phẩm của TK Shop và ủng hộ cho TBT News chúng mình. Những ưu đãi tốt nhất vẫn còn đang chờ anh em ở phía trước. Hello anh em, lại là TBT News chúng mình đây. Một trong số những Kamen Rider đáng nhớ nhất từ series Kamen Rider Build, không phải một cái tên nào khác. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về On Form của Kamen Rider Project aka Banjo Ryuga. Lưu ý, video này sẽ được tổng hợp dựa trên quan điểm cá nhân của TBT News chúng mình. Nếu có ý kiến khác, anh em hãy để lại ở phần bình luận. Và đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ TBT News chúng mình. Còn đây là cảnh báo spoiler cho anh em nào chưa xem Kamen Rider Build và những movie liên quan. Và nếu chúng ta đã sẵn sàng thì bây giờ chơi gì nữa, bắt đầu thôi. Let's go. Human Form. Nói sơ một chút về xuất thân của Banjo Ryuga. Anh ta là con trai của Yuji Banjo. Trong chuyến thăm dò vũ trụ vào năm 1994, một mẫu vật của Evoto từ sao hỏa đã bám lấy Yuji khi cô ta đang mang thai và tạo ra Banjo Ryuga với thai kỳ chỉ 2 tháng. Đến khi trưởng thành thì Banjo đã trở thành một võ sĩ thi đấu chuyên nghiệp, cho nên như bạn đã thấy, cậu ta có khả năng đánh đấm khá chất cùng với một tính cách rất nóng nảy. Về sức mạnh và các khả năng thì với cơ thể của một sinh vật thuộc chủng tộc Blood, Banjo Ryuga có khả năng thao túng sức mạnh của Pandora Boss tương tự như Evoto thường hay làm. Vì sở hữu một cơ thể ngoại lai nên Banjo Ryuga có tiềm năng vượt trên cả Evo bởi vì cấu trúc đặc biệt của cơ thể loài người. Sau khi trải qua thí nghiệm Nebula Gas với Hazard Level 2 được cho là cơ bản của mình, Banjo hoàn toàn có thể giữ lại được nhân tính và không bị biến đổi thành Smart. Ngoài ra, Hazard Level của Banjo tăng nhanh hơn bất kỳ Rider nào trong series này bởi vì sự tức giận và quyết tâm của anh ta sẽ khiến Hazard Level tăng lên bất ngờ. Sức mạnh thể chất của Banjo vô cùng mạnh mẽ. Banjo thường xuyên sử dụng các Full Bottle để nâng cấp những đòn đánh tay không của mình. Như đã thấy, anh ta đã cầm Dragon Full Bottle và Dragon Evil Bottle để tung ra những cú đấm hào quang ngọn lửa màu xanh dương. Banjo sở hữu phiên bản rồng bạc Full Bottle và rồng vàng Evil Bottle, thật sự giàu có và luxury đúng không? Trong sự kiện Be The One thì Banjo Ryuga đã bị khống chế trở lại với hình dạng nguyên mẫu của bản thân. Vậy thì rõ ràng Banjo hoàn toàn có thể thay đổi lại hình dạng của một khối chất lỏng nhây nhuốc như một phần của Evoto, chỉ là anh ta không muốn mà thôi. Một điều thú vị khác, khi đến với thế giới mới, Banjo đã trở thành một song trùng của tên não cơ bắp ở thế giới này. Điều này khá liên tưởng đến Kamen Rider Baron Kumon Kaito và Kamen Rider Chalice Aikawa Hajime Base Form Kamen Rider Process. Thay vì build Spacemark Dragon Key, cần đến 2 Full Bottle để Henshin và chiến đấu. Bằng cách sử dụng Process Dragon, Banjo Ryuga có thể khai thác sức mạnh từ một bottle duy nhất là Dragon Full Bottle để Henshin trở thành Kamen Rider Process. Hình dạng này xuất hiện lần đầu tiên trong tập 11 khi Banjo đạt được Hazard Level 3 và chiến đấu hết mình với những mong muốn bảo vệ Sento cùng niềm tin cho người tình quá cố Kasumi trong cuộc chiến chống lại Naikogu. Với một màu xanh dương đậm bao phủ khắp cơ thể, xen kẽ là các chi tiết của loài rồng châu Á. Song song với đó là những họa tiết hình ngọn lửa màu cam khá cân đối. Kamen Rider Process có cấu tạo là hai phần Hard Body Dragon thông thường của Build, với một chi tiết đáng chú ý duy nhất, đó là việc bổ sung thêm một mảnh giáp thân vai Rago Light Razor. Phần vai và cánh tay được trang bị những chiếc nanh rồng màu trắng được gọi là Fang Blade. Xuất thân là một võ sĩ thực thụ, Banjo trong hình dạng Kamen Rider Process đã trở thành một thế lực rất đáng gờm tham gia vào cuộc chiến chống lại các lực phản diện trong giai đoạn đầu của Kamen Rider Build. Kamen Rider Process dễ dàng áp đảo Smart và vượt qua cả Blue Star lẫn Nairogu trong thời gian đầu debut. Chỉ số của Kamen Rider Process là rất cao tại thời điểm mà anh ta xuất hiện. Sức mạnh Process khai thác từ Dragon Full Bottle tương đối ổn định và Banjo đủ khả năng để kiểm soát sức mạnh của Full Bottle này, chứ không chịu nhiều ảnh hưởng như hình dạng Dragon Key của Kamen Rider Build. Những đòn tấn công của Process đôi khi có hiệu ứng ngọn lửa màu xanh khi anh ta đẩy lùi và đốt cháy kẻ thù. Vũ khí cá nhân của Process là Big Closer, một thanh kiếm lấy cảm hứng từ hiệu ứng sóng nhiệt điện tử. Ở một số trường hợp thì vũ khí này có thể tung ra những đòn tất sát cực mạnh như Smart Hit và Million Slash. Về sau, khi mất đi sức mạnh của Process Charge, Banjo đã được Seto cấp thêm Process Magma Knuckle để duy trì chiến đấu trong hình dạng cơ bản. Đòn tất sát của hình thái cơ bản này chính là Dragonic Finish. Kamen Rider Process sẽ triệu hồi một con rồng màu xanh dương rồi tung ra một cú Rider Kick để dứt điểm kẻ thù. Upgrade Form Kamen Rider Process Charge.
bằng cách sử dụng Dragon Trash Series, một vật phẩm được trích xuất từ tinh chất của Dragon Full Bottle và Clash Rival, một thiết bị máy ép được cho là sự nâng cấp từ Build Rival. Banjo Ryuga đã đạt được hình dạng Kamen Rider Crosshead Shark, một sức mạnh khá vượt trội trong cuộc chiến chống lại các Smart của Hokuto. Thời điểm mà Build và Crosshead trở nên khá chật vật, Banjo Ryuga đã liều lĩnh sử dụng sức mạnh mới với Hazard Level 4 trong tập 17 của TV series. Crosshead Shark có màu chủ đạo là màu xanh lợt với các chi tiết jelly thạch trong suốt mang hình dạng của loài rồng trên phần đầu và ngực. Vật chất này được gọi là Variable Jelly, còn phần cơ thể được lấy cảm hứng từ Dragon Crash Jelly nên có một màu bạc với những khối vuông khá cứng cáp. Còn đây là hình dạng với phần đầu và ngực chưa có thạch rồng. Tuy có khá nhiều tác dụng phụ như là việc truyền một lượng điện năng lớn vào cơ thể của Banjo và anh ta sẽ bất tỉnh sau khi giải trừ Henshin, thì sức mạnh của Rochester cũng không bị out meta và khá máu chiến khi tung ra những đòn đánh vào kẻ thù. Hình thái này sẽ khơi gợi tinh thần hiếu chiến cực kỳ mãnh liệt bên trong Banjo Ryuga, và những đòn tấn công mà Rochester tung ra sẽ được cường hóa với sức mạnh của thạch rồng. Điều này giúp anh ta có thể cân kèo với các Smart thế hệ mới cực kỳ mạnh mẽ. Một vài lần tỏa sáng thì có thể bàn tới việc ngăn cản sự mất kiểm soát của Hazard Build. Tuy nhiên, thì chỉ số của hình dạng này lại khá khiêm tốn về tốc độ lẫn sức mạnh khi chỉ đủ để vượt qua Build Sparkling. Vũ khí cá nhân của Roger Chark là String Breaker, một món vũ khí khá thú vị, có thể giúp cho anh ta sử dụng được Dragon Slash Jelly kết hợp với Roger Dragon hoặc các bất đồ khác để tung ra những đòn tấn công dạng beam vô cùng đặc biệt. Và đôi khi hình thái này vẫn có thể sử dụng được Beat Closer để chiến đấu. Một điều thú vị là khi Banjo sử dụng được Full Bottle Taka để thay thế cho Dragon Crash Jelly, thì Grosset Shark sẽ trang bị thêm cho mình một đôi cánh để bay lượn trên bầu trời. Đòn tất sát của hình dạng rồng thạch này là Grab Break. Kamen Rider Grosset Shark sẽ nhảy lên không trung và tung ra một cú đá vòng cung với những năng lượng bao phủ xung quanh có màu cam và xanh nhạt. Final Form Kamen Rider Grosset Magma. Ở giai đoạn tiếp theo, Rustad đã phá hủy Dragon Crash Jelly bằng sức mạnh mà hắn lấy được từ Pandora Box, khiến Banjo mất nhiều lợi thế trong chiến đấu, và điều này vô tình đã biến thạch rồng trở thành một dạng magma nguội và tạo ra magma Dragon Full Bottle. Sento đã tạo ra Project Magma Knuckle để hỗ trợ cho Banjo nhằm khai thác sức mạnh mới. Dưới sức ép từ Evoto, Banjo đã khai thác sức mạnh từ Pandora Box và sử dụng Project Magma Knuckle cùng magma Dragon Full Bottle dưới nền tảng cũ của mình là Build River để đạt được hình dạng Project Magma. Đây là hình thái tối thượng của Kamen Rider Rosette xuất hiện trong tập 31 của TV series. Hình thái này có màu cam của ngọn lửa như những dòng chảy nhan thạch cháy bỏng, cùng với đó là các chi tiết đầu rồng màu đen. Hình thái này đã vượt qua cả Super Form của Build về mặt chỉ số, dễ dàng đánh bại Blue Star kể cả khi hắn đang khai thác sức mạnh từ Pandora Box và đánh ngang cơ với Kamen Rider Evil Phase 1, đẩy lùi luôn phiên bản thở Phase 3 của hắn. Những đòn đánh của Rosette Magma sẽ có hiệu ứng nhan thạch cháy bỏng, chúng sẽ ăn mòn vào vết thương của kẻ thù. Rosette Magma có thể khai thác được những dòng nhan thạch nóng chảy để tạo ra các vật chất khác nhau trong quá trình chiến đấu. Một điểm thú vị là khi tinh thần chiến đấu và adrenaline tăng cao, thì trang phục của Rosette Magma sẽ phát sáng, cháy bỏng và tiết ra một lượng nhiệt độ tương đối lớn. Ngoài ra, bằng cách sử dụng đôi cánh Celestial Bistro Wing, Rosette Magma có thể bay và đốt cháy kẻ thù bằng nhiệt độ của magma cực kỳ khủng khiếp. Hình dạng này còn hai biến thể khác, đó là khi Evo sử dụng sức mạnh của Black Hole và ảnh hưởng trực tiếp đến gen di truyền của Banjo Ryuga, Rosette Magma đã trở nên mất kiểm soát và hiếu chiến hơn bao giờ hết. Thậm chí anh ta còn có thể sử dụng được phần nào sức mạnh từ lỗ đen. Và ở giai đoạn cuối phim, trong những nỗ lực ngăn chặn Evoto, Banjo đã sử dụng Hazard Trigger để gia tăng sức mạnh của bản thân. Điều này đã khiến cho Rosette Magma có thể đủ sức chế ngự Evo Black Hole trong một khoảng thời gian ngắn. Vũ khí của hình dạng này dĩ nhiên là Rosette Magma Knuckle. Nghe tên thôi thì chúng ta biết rằng Rosette sẽ tung ra những cú đấm cực mạnh bằng thiết bị này, và đôi khi những đòn này còn được cường hóa với năng lực của Magma Dragon Full Bottle hoặc Silver Dragon Full Bottle. Ở một số trường hợp thì Banjo còn sử dụng cả Beast Closer và Blizzard Knuckle trong quá trình chiến đấu của bản thân. Tức xét Volcanic Finish, Rosette Magma sẽ nhảy lên không trung cùng với vô số những con rồng nhan thạch bay đến tấn công mục tiêu trước khi Rosette tung ra cục đá bùng nổ vào kẻ địch. Villain Form Kamen Rider Evil Dragon. Đây không phải là một form của Kamen Rider Rosette, nhưng đây là một hình thái khá là thú vị và cũng tương tự như base form của anh ta, cho nên mình đã đưa vào video này. Trong tập phim 34 của Kamen Rider Build, Banjo đã bị Evoto kiểm soát cơ thể. Đây là khi Evoto tiến hóa lên Phase 2 bằng cách sử dụng Dragon Evil Bottle được tạo ra từ mã di truyền trong cơ thể của Banjo và Henshin thành Kamen Rider Evil Dragon. Kamen Rider Evil phiên bản rồng lộn trông khá là đẹp với hai màu xanh và đỏ quen thuộc từ suit gốc của Evil. Vẫn giữ nguyên motif thiên văn học
học quen thuộc. Điểm thay đổi là hai chiếc fan flash màu vàng xuất hiện trên phần vai của anh ta. Hình dạng này có tốc độ của Phase 1 và sức mạnh đến từ Dragon, nên đây là một hình dạng chiến đấu khá cân bằng. Evo Dragon có thể dễ dàng áp đảo hình dạng Hazard Rabbit Rabbit lẫn Hazard Key Dragon của Camera W. Tuy nhiên thì hình dạng rồng rắn lên mai này lại tỏ ra khá ngang kèo với Camera W Hazard Tang Tang trong một cuộc chiến tay bo. Evo Dragon có thể tung ra những cú đấm mang những ngọn lửa màu xanh về phía đối thủ. Hình dạng này vẫn sử dụng Big Closer khi Evo lắp Dragon Evo Bottle vào thanh kiếm, thì một đòn Rider Shark cực mạnh sẽ được thi triển. Theo ý kiến cá nhân của tôi thì mặc dù Banjo chưa bao giờ dùng Evo River, nhưng anh ta vẫn có thể henshin thành form này với những mã di truyền Evo trong cơ thể. Đòn tất sát của Kamen Rider Evo Dragon là Evo Lick Finish. Evo sẽ tích năng lượng có hào quang màu xanh của ngọn lửa vào cánh tay và tung ra một Rider Punch cực kỳ ảo ma vào kẻ thù. Super Form Kamen Rider Ray Rosette. Sau khi trả lại cơ thể cho Banjo, Evoto đã lấy lại những mã di truyền từ khứa này. Mục đích chung là khiến Ryuga không thể henshin thành Rosette nữa. Tuy nhiên, với sự gan lì cốc tía cùng những quyết tâm của bản thân, Ryuga đã trở nên tương thích một lần nữa, đồng thời khai thác sức mạnh từ Dragon Evo Bottle, thứ mà anh ta đã đánh cắp từ Evoto, rồi biến đổi nó thành màu vàng gold với tên gọi mới Ray Dragon Evo Bottle. Kế theo đó là Rosette Dragon cũng thay đổi diện mạo trở thành Ray Rosette Dragon để hỗ trợ cho Banjo henshin và đạt được hình dạng mới Kamen Rider Ray Rosette. Và sự kiện này được diễn ra trong tập 37. Đây là hình dạng repaint từ Bayform với cách phối màu khá là hài hòa, đỏ thẫm, xanh dương đậm cùng các chi tiết thiên văn học của Evoto. Cùng với đó là những chiếc fan flat ở phần cầu vai được chuyển sang thành màu vàng kim luxury. Theo thông tin được ghi nhận từ Kamen Rider Official, thì Ray Rosette vẫn có thể sử dụng được thanh kiếm Big Loser với các chỉ số có phần nhỉnh hơn so với Rosette Shark. Ray Rosette đủ sức để khiến một Evo Phase 3 bất ngờ và đánh ngang kèo nhẹ nhẹ với Hazard Rabbit Rabbit của Bill. Về cơ bản thì hình thái này không có gì quá đặc biệt, nhưng nó rất thú vị khi xuất hiện ở giai đoạn cuối phim như một hình thái nâng cấp nhẹ cho Rosette cơ bản. Đòn tất sát của hình dạng này là Ray Dragon Next Finish. Kamen Rider Ray Rosette sẽ thực hiện một cú đá Rider Kick phủ đầy năng lượng đỏ thẫm và xanh lam. Movie Form Kamen Rider Rosette Build. Trong Kamen Rider Build The Movie Be The One, với những sự cộng hưởng từ sức mạnh của Venus nữ hoàng sao hỏa, Silver Dragon Full Bottle và Gold Rabbit Full Bottle đã hợp nhất với Genius Full Bottle tạo ra Rosette Build Ken. Shanto sử dụng sức mạnh này để hợp thể với Ryuga henshin thành Kamen Rider Rosette Build với cơ thể là sự kết hợp giữa Build Hazard Rabbit Rabbit phiên bản vàng kim và Rosette phiên bản Silver. Hình dạng này có thể được xem là bản nâng cấp của Kamen Rider Build Rabbit Dragon Trial. Form hợp thể tối thượng mang hơi hướng của W này có chỉ số cao hơn so với Genesis Form của Bill và đủ sức đối đầu với Kamen Rider Blood với những đòn tấn công xanh đỏ cháy bỏng. Ngoài ra, Rosette Bill có thể triệu hồi một con rồng màu bạc và một chú thỏ màu vàng kim để chiến đấu với kẻ thù. Đòn tất sát của hình dạng này là Love and Peace Finish, một đòn Rider Kick để dứt điểm kẻ thù. Dù sao thì đây cũng là một hình dạng của Bill cho nên tôi sẽ không nói quá nhiều. Extra Final Form Kamen Rider Rosette Evo. Lại một lần nữa, khứa Evoto lại chơi hardcore với Banjo. Trong Kamen Rider Build New World Rosette, hắn ta cố gắng đe dọa Yui Mabuchi, người con gái mà Banjo Ryuga đang muốn bảo vệ, để ép buộc khứa não cơ bắp phải sử dụng vật phẩm mới được tạo ra từ việc khuếch đại sức mạnh di truyền của Evoto bên trong Ryuga ở mức tối đa. Thiết bị đó tên là Muscle Galaxy Full Bottle. Banjo Ryuga đã đạt được hình dạng mới Kamen Rider Rosette Evo. Nghe tên thôi thì biết đây là sự kết hợp giữa hai khứa này. Tuy nhiên, khác với Form Evo Dragon mà mình đã đề cập ở trên, Rosette Evo là sự trao quyền hoàn toàn của Evoto cho Banjo Ryuga như một cách để ban cho cậu sức mạnh tuyệt đỉnh để chống lại kẻ thù của cả hai. Như đã nói thì hình dạng này sẽ khuếch tán năng lượng của Evo bên trong Ryuga, nên đó là sự tổng hòa giữa sức mạnh lỗ đen của Evo Black Hole và năng lượng Dragon của Rosette. Rosette Evo có thể tung ra những đòn đấm sấm sét và solo tay bo với Kamen Rider Cubus, kẻ được cho là mạnh nhất phân phim hiệp sĩ mặt nạ xây dựng tính đến thời điểm hiện tại. Cũng vì thế, Rosette Evo vẫn ăn hành khá khá trước con nhện đỏ này. Tuy nhiên cũng cho thấy rằng sức chống chịu của Rosette Evo là vô cùng bền bỉ khi Banjo đã ăn nguyên đòn tất sát của Cubus nhưng vẫn có thể đứng dậy nhờ sức mạnh của niềm tin. Ngay sau đó, anh ta nhanh chóng lộn cái bàn với cú đấm rồng thiên của Son Goku và sức mạnh cháy rốn của vũ trụ Black Hole đến từ Evoto khiến cho Cubus no đòn trong cuộc giao tranh này. Hình thái này hiện không có bất cứ thông số nào được công khai trên Kamen Rider Official, nên nếu anh em có thông tin từ tạp chí hay gì đó thì cho tôi xin nha. Đòn tất sát tối thượng của Rosette Evo là
Muscle Galaxy Finish cho phép Kamen Rider Rosette thực hiện một cú đá với cấu trúc năng lượng có hình dạng của Kamen Rider Rosette và Evil cùng nhau đâm xuyên và chấm dứt đối thủ. Ok, trên đây là bộ sưu tập của TBT News chúng mình về toàn bộ form của não cơ bắp Kamen Rider Rosette. Nếu anh em thấy hay, đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ TBT News chúng mình. TBT News yêu các bạn rất nhiều. Bây giờ thì thanks for watching and see you.